MC Khánh An xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chào Xuân Nhâm Dần. Lời đầu tiên, cho phép Khánh An được gửi lời chúc tới toàn thể quý vị và các bạn có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nàng tiên xuân đã chính thức ghé thăm năm Nhâm Dần với tiếng chim líu lo ngoan ca gọi bầy, với chồi non xanh biếc đang nhú mình đón nắng vàng tươi, với muôn hoa đang rộn ràng khoe sắc thắm và trong niềm vui của đất trời. Hôm nay, MT Group hân hoan tổ chức bữa tiệc thời trang Chào Xuân Nhâm Dần với các mẫu thiết kế ấn tượng độc đáo tràn ngập sắc màu đến từ các thương hiệu thời trang và các nhà thiết kế tài năng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những mẫu áo dài vô cùng xinh đẹp độc đáo đến từ nhà thiết kế Hương Giang qua phần trình diễn của mẫu nhí Bro.